À, xin chào các bạn. Chúng ta có một chiếc xe cứu hỏa. Có rất nhiều đất cát bẩn bám trên xe nha. Đây các bạn nhìn này. Đây cát và đất này. À, bây giờ chúng ta sẽ cọ xe đi nha. Nào. Đầu tiên chúng ta múc nước vào. Đó, múc nước vào đây. À, rồi chúng ta cho xà phòng vào. Rất nhiều xà phòng nha. Chúng ta cho xà phòng này. Chà, rất nhiều bọt. Xà phòng nhiều bọt quá. Chà, xà phòng của chúng ta cực kỳ nhiều bọt nha. Nào, cho ô tô cứu hỏa vào đây. Đó, rất nắm bọt. Ôi, chạy chạy chạy. Lấy cái rẻ để lau nha, để rửa nha. Nào, chúng ta lấy cái rẻ để rửa. Đó, rửa này. Nào, rửa lốp xe đi. Đó. Nào, rửa. Rửa kính nè. Đó, lau kính đi nè. Rửa nha, đó. Rửa đầu xe này. Rửa cái còi này, cái đèn pha này, đó. Nào, rửa đầu nữa. Rửa ống khói này. Nào, chúng ta rửa ống khói xe nữa nè. Nào, cọ bình xăng nè. Nào, chúng ta cọ bình xăng đi. Nào, chà chà. Nào, rửa chỗ này nữa này. Đó. Nào, hai bình xăng đấy nha, cọ bình xăng đó. Nào, này cọ bánh xe nè, lốp xe đằng sau nè, đó, có gầm xe nè, vành xe nè, lốp xe nè, có chỗ này, nào, có cái thang lên nè, nào giờ thì có chỗ đứng này nè. Chúng ta cọ cái cần này đi, cần màu đỏ. Đây là cái cần để nâng các cô chú lính cứu hỏa lên đấy, hoặc là nâng hạ những người bị cứu hỏa hoạn đấy, từ trên tầng cao đứng ở đây, xe sẽ nhấc xuống, kéo ra. Rất là nhiều bọt nha, ui, lại một chậu bọt, ui, xe chúng ta đang ở trong một chậu bọt, ui, chà chà, chà chà, đó, xe chúng ta có rất nhiều bọt, ui, chà chà chà, đây các bạn thấy xe này tuyệt vời không, ui, lắm bọt quá, cực kỳ nhiều bọt. À, bây giờ thì chúng ta đã cọ xong xà phòng rồi, rồi chúng ta cọ bằng nước để cho nó sạch thật đi nha. Nào, cọ bằng nước nha. Đây, nước đây, múc nước vào, múc nước vào. Nhiều nước vào, đổ nước vào đầu xe, đổ nước vào cabin, đổ nước vào nóc xe, bánh xe, đổ nước vào gầm xe đằng trước, nào, đổ nước vào bình xăng, chà, sạch rồi. Rồi.
À bây giờ thì đã rửa sạch rồi, bây giờ chúng ta sẽ xì khô nhá. Nào, chúng ta lấy vò này xì khô. Chúng ta xì khô. Nào, xì vào cabin. Nào, xì vào bánh xe. Nào, xì vào cái này. Xì vào bình xăng, bánh xe. Cẩu sạch chưa? Sạch bóng nha. Sạch bóng nha. Ui, sạch bóng. Sáng loáng. Sạch bóng luôn. Sạch bóng kín kít luôn. Nhìn 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 nhìn. Đó, máy cứu hỏa bây giờ có thể đi làm nhiệm vụ rồi. Sẵn sàng đi làm nhiệm vụ rồi. Nào, bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha.